Dạ, em Khoa xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Khoa Choi của em nha các bạn. Thì cũng gần cuối năm rồi các bạn ơi, nên là hàng hóa thì em cũng tranh thủ em xả hàng để em ăn Tết. Nhưng mà bên cạnh xả hàng đó thì em cũng có nhập hàng nha các bạn. Em vừa về một lô xe cũng gọi là khá lớn á, 52 chiếc ba dĩa và vài chục chiếc xe một dĩa các bạn. Thì các bạn nào mà có nhu cầu chốt trước á, thì muốn có một chiếc xe đạp đẹp để ăn Tết á, thì các bạn cứ liên hệ em Khoa sẽ gửi hình trực tiếp cho các bạn, rồi em Khoa sẽ bảo dưỡng lên và dọn theo ý mong muốn của các bạn luôn. Thì nay em Khoa review hai chiếc xe này đi, còn cái đó là em Khoa thông báo cho các bạn biết. Thì hàng vẫn đang trên quá trình về các bạn, nó về lắng nhắc được một ít. Thì cũng có vài anh chị mà đặt em rồi và em Khoa cũng đang làm, nên là anh chị có đặt em thì thông cảm đợi giúp em vài hôm nha, em Khoa rất là cảm ơn luôn. Thì hôm nay em Khoa review cho các bạn hai mẫu xe. Dòng xe này là dòng xe phổ thông đó các bạn, thương hiệu là thương hiệu khá là nổi tiếng luôn. Dòng xe Chevrolet là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, thương hiệu của xe nổi tiếng của xe hơi các bạn. Chevrolet thì ai cũng biết rồi, một thương hiệu xe hơi quá đình đám luôn của Mỹ. Nhưng mà dòng xe này xuất sang thị trường Nhật nha các bạn. Đó, cờ Mỹ, tem Nhật đồ đầy đủ. Con này là DAT 2021 luôn các bạn ơi. Nè, một tem nè, hai tem nè. Còn này là DAT, nó phải rơi vào con này DAT năm mấy em cũng không nhớ nữa, nhưng mà không thấy để trên sườn. Nhưng mà về phần mình sườn con này thì cực kỳ mới luôn các bạn. Nước sơn còn ống ánh của camay luôn. Thì nay em Khoa vô review chi tiết hai mã này đi. Hai mã xe này đều là khung nhôm và một đĩa, một tầng đĩa và 7 tầng lip. Hai xe này em báo giá đầu video cho các bạn luôn. Hai xe này em Khoa bán 3.900.000 nha. Và em Khoa không bao ship, anh em nào chốt một cặp em Khoa mới bao ship được. Đó, 3.900.000. Xe này nó sẽ cao từ size 44, thì dành cho những anh chị nào có chiều cao từ 1m53 trở lên thì xe này rất là ok luôn. 1m50 đi cũng được nữa, tại vì em có một bạn mẫu cao tầm 1m57-58 mà, để yên tầm này nè, chạy còn vô tư rồi. 1m50 đi cũng được nữa các bạn ơi. Thì hai mã này, dòng xe của Nhật Bản, khung nhôm, giá học sinh sinh viên phổ thông lắm các bạn ơi. Ngoại hình thì đa số là còn nguyên bản luôn. Sơn liếp vỏ ruột thì còn ok chất lượng. Xe em bán ra em bảo hành cho các bạn 12 tháng cho các bạn an tâm sử dụng. Thì đợt trước em cũng có bán qua vài con Chevrolet này rồi. Thì anh em nào mà lúc đó mà chưa chốt kịp á, thì bây giờ nếu mà chưa mua được xe hay vẫn còn theo dõi em Khoa thì liên hệ lại giúp em Khoa nha, em Khoa cảm ơn. Đó, thì hai mã này em Khoa sẽ vô review chi tiết ngóc ngách mình sườn luôn nha các bạn. Đây là phanh nhôm nè. Ghi đông là ghi đông bằng thép nha các bạn. Bô tăng là bô tăng nhôm. Tay này là tay vặn 7 tầng lip phanh nhôm. Hàm này là hàm thắng cột, hàm xe đô. Thì xe này có một cái tiếc gì nè bạn. Thì phục trước nó thì đời khá cao nhưng mà nó bị trầy về cái phục trước khá nhiều. Nên em Khoa đã dầm lại cái phục trước rồi. Thì em Khoa cũng báo tình trạng luôn. Em Khoa sơn lại nguyên cái phục trước. Còn về phần nước sơn mình sườn thì còn khá là đẹp á. Mấy chỗ này là mấy chỗ trầy á các bạn. Em Khoa có thổi màu trắng lên cho nhìn xe liền lạc hơn, chứ để màu nhôm, nước nhôm nó lòi ra thì cũng kỳ. Thời bây giờ là thời sao các bạn, bây giờ là phải ăn ngon mặc đẹp chứ không còn ăn no mặc ấm nữa rồi các bạn ơi. Nên là chúng ta phải thay đổi. Lúc trước thì xe Nhật á, nó ít có ở Việt Nam, thì chúng ta giữ sơn zin cho nó có giá trị. Còn bây giờ thì nó thuộc dạng đại trà rất là nhiều rồi, nên là chúng ta phải làm cho đẹp hơn các bạn. Còn anh em nào mà không muốn chiếc xe em làm cho đẹp lên á, thì em Khoa có thể trừ 500.000 vào giá gốc luôn. Ví dụ xe bán 5.9 đi, muốn mà không làm cho nó đẹp lên và hoàn thiện lên thì cứ trừ 500.000 vô các bạn ơi. Đó, thì em Khoa sẽ báo như vậy. Tại vì làm đẹp lên á, những cái chi tiết nhỏ thì rất là tốn công sức đầu tư vào các bạn ơi. Những cái tiểu tiết nhỏ mình phải làm sao cho xe nó đẹp lên, nó rất là khó và khá là mất thời gian á. Thì anh em nào muốn mà xe zin thì em Khoa vẫn có nha các bạn, chứ không phải không có. Các bạn nhớ ủng hộ em Khoa là em Khoa vui rồi. Xe này thì em Khoa báo tình trạng luôn, có thay cái yên này liền mới và cặp bao tay mới. Dây xích thì mặc định em Khoa lúc nào cũng thay dây xích mới rồi các bạn ơi. Xích thì em Khoa thay xích của IBN, thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan. Dòng dây xích đó thì em Khoa rất ưa chuộng, xài rất là tốt luôn.
em bảo hành cho các bạn 12 tháng cho các bạn an tâm sử dụng, về xe bên em khoa luôn. Có trục chặt gì thì mang tới shop em, hoặc là anh chị em ở xa thì gửi xe vào em, bảo trì bảo dưỡng miễn phí hết. Còn anh em nào mà thích vọc vạch, muốn về kỹ thuật á thì alo em Khoa gọi, em Khoa sẽ tư vấn về kỹ thuật cho anh em bảo dưỡng chiếc xe. Mà phải tầm 1-2 năm trở lên mới bảo dưỡng các bạn ơi, chiếc xe em Khoa bảo dưỡng full hết rồi, về mình vận hành ngay. Thì nước sơn mình sườn thì rất là đẹp luôn, sườn đẹp liền lạc, xe nguyên bản. Đùi đĩa là đùi đĩa nhôm, hai con là cấu hình nó giống nhau hết các bạn ơi. Pedal là pedal nhựa nè, căm là căm thép, căm thép hay còn gọi là căm chì các bạn. Còn vành là vành nhôm hai lớp, vành này vành xé gió bản cao, vành còn rất là đẹp, còn dày, chưa bị khuyết rỗ gì hết, liền tay nè các bạn, không có hiện tượng mà nhô khuyết lên gì nè. Cặp vỏ là cặp vỏ zin theo xe, chưa có hiện tượng nứt gì luôn, rất là ngon. Củ đời là củ đời Shimano nè các bạn ơi. Trục giữa bạc đạn, nói chung là xe bảo dưỡng nghiêm chỉnh hết rồi, thì về các bạn chỉ việc chạy thôi. Đó, thì nay em Khoa lên hai mẫu xe này nha, rồi em Khoa sẽ review một số xe mà em Khoa mới về được ít á, em Khoa review cho các bạn chọn nha, các bạn ưng mẫu nào thì báo em. Đây nha anh em, thì hôm nay em đang tiến hành bảo dưỡng con Scott Sub nha. Đây là mặt trong của chén đây, thì những chiếc xe mà mình phải gỡ ra mình mới biết con nó có hư hay không nè. Em quay cho các bạn xem nha, để có focus đấy nét quá nè, các bạn thấy không, nó bị sọc. Thì khi trường hợp chúng ta lên xe nó sẽ có hiện tượng mà rạo rất là khó nghe, hiện tượng giống vậy nè, vậy là đang hiện tượng là đang bị khô mỡ bên trong, và rất là nhẹ luôn, nhẹ như bạc đạn mà nó sẽ có hiện tượng rơn. Còn đây là con bên em đã bảo dưỡng rồi, xe rất là nhẹ nhàng, không có sườn lạc gì luôn, chưa có hiện tượng rơn, đã bảo dưỡng full hết rồi. Về là anh em chỉ việc vận hành ngay đây. Đây là xe Scott em đang tiến hành ráp lên nha. Thì đang cho nó nặng để tránh hình dựng, còn đê bơi nữa. Thì còn vài xe nữa, thì anh em tranh thủ. Xe này thì có chị Trâm đã đặt hàng bên em ơi. Và những mẫu xe này anh em ưng mã nào á thì chốt sớm giúp em. Tại vì cũng cận Tết rồi, cái việc em sợ là vấn đề giao hàng thôi, đi lâu hàng hóa của mình nó sẽ bị khó thôi. Nên là anh em nào mà ưng mã nào á thì chốt sớm giúp em Khoa nha. Tầm giá thì mấy dòng này ba dĩa nào 5 triệu trở lên anh em ơi, 5 triệu mấy, tùy vào xe, tùy vào chất lượng mới cũ. Mã double danger của Đức này đó, cái sơn còn rất là đẹp luôn, xe chưa bảo dưỡng nên là nhìn nó sẽ giống vậy á, rửa lên là xe nó đẹp len keng à, quan trọng phải biết rửa nó anh em ơi. Mã này van case 3 đĩa 7 lít tay bấm xả luôn, xe bãi. Đây là tình trạng nó về nguyên không vậy nè, bình lốp double danger Bridgestone Oakby. Thì nay được thêm vài mã vậy, con này nãy mới về lẻ, em chưa cắt giấy nè. Con này đi cấu hình của xe cuộc khá lạ đó nè. Thì anh em nào mà có muốn xe nào thì liên hệ em đặt hàng Khoa sớm, em Khoa sẽ bảo dưỡng và em Khoa sẽ gửi cho anh em xem. Thì clip hôm nay của em Khoa tới đây, em Khoa chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha các bạn, để có một cái Tết thật là ấm no luôn. Nhớ mua xe đạp ủng hộ em Khoa để nâng cao sức khỏe nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.